Tử vi về ngày 20 tháng 11 âm lịch. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc hanh thông. Trong chương trình Tử Vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cho quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu với tuổi của anh chị, những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh năm sinh với ngày tháng muốn xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 20 tháng 11 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui! Quan. Ngày 20 tháng 11 âm lịch, còn gọi là ngày 20 tháng 11 năm Canh Tý, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tức là vàng trang sức. Do Hợi và Tỵ chính xung, Tân Âm Kim khắc Ất Dương Mộc, Đinh Dương Hỏa khắc Tân Dương Kim. Đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 và tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tổng quan tử vi 12 con giáp. Tuổi Tý, Tý Dương Thủy gặp Tân Âm Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tý, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi ở phía trước. Ngày này có văn xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó, trong ngày này cũng sẽ có sao hàm trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tý. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Tân âm kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Sửu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có các tinh mã tinh chiếu đến mã chỉ động là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Do mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Hơn nữa tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu vận, nên vận thế tổng thể vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chủ giải, thị phi. Tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Tân Âm Kim, nghĩa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp đặt, sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. May mắn, ngày này tuổi Dần có các thần là Thiên Ất và Thái Cực. Đây là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Tuổi Dần cũng cần chú ý ngày hôm nay có kiếp sát đón mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và làm việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất
sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm mộc gặp Tân âm kim là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với Thái Tuế, Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình Thái Tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để gặp khung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Tân âm kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng vận về quý nhân để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ, Tỵ âm hỏa gặp Tân âm kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày này, người tuổi Tỵ gặp được ba cát tinh đóng mệnh là Phúc tinh, Quốc ấn, Mã tinh. Phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Tỵ nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Cát tinh Quốc ấn chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Tỵ nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn, có những cơ hội để giúp gia chủ nắm bắt có thêm những bước tiến tốt hơn. Người tuổi Tỵ năm Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế, Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ, Ngọ Dương Hỏa gặp Tân âm kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Ngày này có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Bản mệnh cũng cần chú ý ngày hôm nay có kiếp sát đóng mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế, Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ. Cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân gây công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản mệnh. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa gặp Canh Dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Mùi nên hết sức chú ý và cẩn thận, không khinh suất trong mọi công việc. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận lợi, sự nghiệp, tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân, Thân Dương kim gặp Tân âm kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Cần chú ý trong ngày này, hung tinh, kình dương chủ về tai họa, bệnh tật,
nên gia chủ tuổi Thân cần chú ý ngay những lời mời gọi nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Đặc biệt năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn, Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp tân âm kim là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngày này có hai cát tinh là Mã tinh và Thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy, nên còn gọi là phá Thái Tuế. Vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi việc may mắn. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp tân âm kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Ngày này không có cát thần, lại có hai hung thần là Thiên La, Địa Võng và Kiếp Sát, nên gia chủ tuổi Tuất cần chú ý đến mọi công việc. Thiên La, Địa Võng chủ về bệnh tật, lao ngục, cần chú ý sức khỏe, giữ gìn, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật, phạm pháp. Kiếp Sát là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp tân âm kim là Thiên Ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngày này có hai cát tinh là Thái Cực và Kim Dư là phú quý. Trong ngày này, tài lộc, quý nhân sẽ đến với những người tuổi Hợi. Tuy vậy, cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên, thiên can, canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên Thái Tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giáp khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 20 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.